Cảm ơn tiếng hát của chị Nga rất là nhiều, một giọng ca rất là ngọt ngào thưa quý vị. Chúng ta cùng dành cho chị Nga một tràng vỗ tay thật lớn nữa được không ạ? Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ngay bây giờ xin được thân mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Qua Cơn Mê qua tiếng hát của anh Việt. Xin được thân mời anh Việt ạ. Và sau